Tình hắn sán lạn, phim mới của Ngô Lỗi Lộ Từ có tiềm năng làm thị trường ngôn tình khởi sắc. Dạo gần đây tình hắn sán lạn liên tiếp được nhiều blogger cho rằng chuẩn bị lên sóng, thậm chí có tin sẽ đối đầu với Trầm Vũ Hương Phai. Và chúng tôi thấy có vẻ bộ phim của Triệu Lộ Từ Ngô Lỗi sắp chiếu thật, bởi mới đây đoàn phim đã đánh úp khán giả bằng một chiếc trailer mới dài cả phút. Xem qua trailer, chúng tôi có vài nhận xét như sau. Về diễn xuất của Ngô Lỗi và Lộ Từ thì chúng tôi đánh giá cao hơn Ngô Lỗi. Ánh mắt thâm tình của cậu làm ai cũng phải rung rinh khi xem. Triệu Lộ Từ tuy không còn gồng như ở Tranh Thiên Hạ, nhưng vẫn còn một vài phân cảnh lấn cấn, nhất là ở những đoạn thể hiện nét mạnh mẽ chiến chắn của nhân vật Trình Thiếu Thương. Chemistry của cặp đôi trông có vẻ cũng ổn, không đến mức mẹ con hay sượng chân. Tuy nhiên để mà nói couple tràn màn hình như một vài blogger lên bài thì hơi quá. Chúng tôi coi thì chỉ thấy có một vài cảm giác yêu thương, còn ở vài đoạn khác thì lại bị hụt. Một điểm quan trọng trong bộ phim này đó là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Từ đều tự lồng tiếng cho nhân vật của bản thân. Tuy chưa nhiều đoạn thoại, nhưng chúng tôi thấy không ít người xem đã chê đài từ của Triệu Lộ Từ. Chúng tôi nghe cũng thấy không được mượt mà, còn Ngô Lỗi thì tạm ổn vì chưa có thoại nhiều. Đó là ý kiến cá nhân của chúng tôi, còn blogger thì khen tinh hà sáng lạn như được mùa. Không chỉ khen chemistry ngập màn hình, mà còn riêng cảm giác couple tốt của cặp đôi đã đánh dấu một lần thành công của bộ phim. Thậm chí còn kỳ vọng rằng Ngô Lỗi và Lộ Từ sẽ làm thị trường couple ngôn tình khởi sắc. Hơn hết với một bộ phim có ngược có ngọt, có trạch đấu, có lãng mạn, mang đậm hương vị văn học cổ đại, lại thêm dàn diễn viên có nhan sắc tốt, màu phim đẹp, thì tinh hàn sán lạn được blogger cho rằng sẽ là bộ phim có nhiệt độ cao. Thực tế qua một chiếc trailer ngắn ngủi như vậy thì đánh giá vẫn chưa chính xác. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ ít nhiều bộ phim cũng sẽ có nhiệt độ như blogger nói. Bởi dù sao thì Ngô Lỗi và Triệu Lộ Từ đều là những gương mặt thu hút sự quan tâm từ phía khán giả. Tuy nhiên để thành công và làm thị trường ngôn tình khởi sắc thì tinh hàn sán lạn sẽ phải thật xuất sắc, ít nhất là thuyết phục được khán giả khi lên sóng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.